Xin cảm ơn năng lượng của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Ai là người sẽ đặt trọn niềm tin nơi bạn? Khi nào họ xuất hiện? Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp có rất nhiều, bạn cảm thấy những cái thông điệp nào phù hợp với năng lượng thì bạn nhận lấy ha. Từng xem là các bạn muốn biết được một cái người mà có đặt trọn niềm tin nơi bạn và sẽ tiến tới mối quan hệ cam kết. Và các bạn có lá 5 ly. Kế đến nữa là các bạn có lá Queen of Cup, nữ hoàng ly. Tiếp theo nữa là các bạn có lá Eight of Pentacles. Và tiếp nữa là các bạn sẽ có lá The Sun. Và lá tiếp theo nữa sẽ là lá The Magician. Và lá cuối cùng sẽ là lá The Empress. Lá bài đầu tiên chính là lá bài thể hiện sự năng lượng của bạn, một năng lượng của sự mất mát. Các bạn đang rất là khóc than với sự mất mát của mình và có một cái cảm xúc liên quan tới nỗi buồn, sự tiếc nuối và sự từ chối. Cái sự mất mát này có thể là lớn hay nhỏ, nó có thể là hữu hình như tiền bạc, mối quan hệ, công việc, hay là vô hình như giấc mơ, cơ hội, uy tín của bạn. Khi mà các bạn đối mặt với sự mất mát thì nó sẽ mở ra một cái khả năng mới cho sự phát triển, vì mỗi mất mát đều là khởi đầu của một thay đổi mà vũ trụ muốn gửi đến cho bạn một bài học trong cuộc sống này. Mất mát có thể gây ra tổn thương bởi vì cảm xúc của mình luôn chống lại cái mọi thay đổi, dù bạn chấp nhận về cái lý trí của mình, nhưng mà có một cái gì đó cũng bạn phải thuận theo tự nhiên, là cảm xúc của mình vẫn là cái vấn đề chính quyết định trong mọi hành động và suy nghĩ của bạn. Khi mà các bạn cứ đấu tranh cho để giữ những gì đã biến mất thì các bạn càng đau khổ. Khi mà các bạn muốn thay đổi người khác đã thì cũng gây ra đau khổ của các bạn. Chỉ nào bạn thay đổi chính mình, đó mới là chính là hạnh phúc. Và năng lượng của các bạn vừa bước hoặc là kết thúc một cái giai đoạn của tình yêu, khi bạn nhận ra rằng là bạn sẽ không có gì mất hết các bạn. Có lẽ bạn chưa sẵn sàng để bắt đầu một quan hệ mới, nên hãy trao cho mình nhiều thời gian và không gian hơn để trở lại với cuộc sống yêu thương và yêu đương một lần nữa. Sẽ có một ngày bạn nhận ra là lý do của mối quan hệ hiện tại vừa sắp hay kết thúc rồi sẽ giúp bạn đạt được những gì bạn thực sự muốn, tức là sẽ tìm thấy và nắm giữ được mối quan hệ thực sự phù hợp với mình và tiến triển rất là tốt. Và năng lượng người sẽ đặt trọn niềm tin cho bạn sẽ là ai? Và người này là một nhân vật có thể có một cuộc hôn ước tan vỡ hoặc đám cưới bị hủy bởi vì cái đam mê trong tình cảm đã biến mất họ từ lâu rồi. Một người đã có gia đình hoặc là có mối quan hệ cam kết từ lâu đã chia tay nha các bạn, và họ cảm thấy rất khó khăn khi tìm được con đường hạnh phúc phía trước. Và người này sẽ có một cái sự nhiệt tình hoặc là tự tin, nhưng mà đôi khi hơi quá chút xíu. Cái việc mà họ sự tự tin như vậy cũng sẽ rất là tốt nếu như họ biết kiềm chế bản thân của mình. Và bản thân của người này rất là yêu mến cái đẹp, do đó họ không muốn có một người yêu xấu xí và già nua bước qua cuộc đời của họ. Do đó là các bạn phải nâng cao hoặc là phát triển bản thân mình nhiều hơn để xứng đáng với người này nha các bạn. Vì đây là một cái người rất là tự tin nè, dễ hòa nhập với mọi người, rất thích tự do, yêu du lịch và thích thể hiện mình rất là nhiều. Bản thân họ hơi tự cao, tự đại một chút xíu. Và có thể bạn sẽ gặp người này trong những cái lớp học về tâm linh hoặc cái lớp học gì đó là trong tôn giáo, bởi vì người này sẽ đang có cảm giác là thôi thúc đến những cái hội cộng đồng như vậy bằng cách nào đó để họ cảm thấy ổn hơn với cuộc sống của mình, bởi vì họ tin rằng cái lòng tin, nếu mà họ biết cái lòng tin, họ tin vào chính mình, tin vào cái vẻ đẹp của hành tinh này và vũ trụ. Do đó hai bạn sẽ gặp nhau dưới ánh mặt trời và một nơi là ánh sáng của tâm linh soi rọi vào. Do đó các bạn hãy siêng đi đến những cái đền thờ, chùa, nhà thờ hoặc những nơi nào mà hoạt động tâm linh, nơi nào mà phát triển bản thân thì nhất định cái người này sẽ xuất hiện tại đó. Khi mà các bạn xây dựng được một cái thái độ rất là tốt trong cuộc sống của mình và có lòng tự trọng cao, nâng cao giá trị của mình lên thì chắc chắn là bạn sẽ được tình cảm từ người này. Và khi mà các bạn xây dựng được cho mình một cái hình ảnh của một nữ hoàng ly là một cái sự tập trung và hướng nội, bạn toát ra một tính cách ngọt ngào, đáng yêu và nhạy cảm, bạn sống tử tế với mọi người và không bao giờ giận dữ hay tỏ ra thiếu kiên nhẫn hết. Bạn nên dịu dàng và điềm tĩnh hơn. Khi mà các bạn để cho trái tim mình dẫn lối và cảm nhận được những gì mình đang suy nghĩ và biết được những gì người khác đã trải qua, tức là mình biết đặt mình vào vị trí của người khác,
và không bao giờ thể hiện sự ủ rũ. Bạn hiểu được những cái trạng thái tiêu cực là sẽ ảnh hưởng tác động rất là mạnh đến cuộc sống của mình. Và chỉ khi nào các bạn cảm nhận được cái xu hướng cảm xúc của mình, cảm nhận được sự yêu thương, tin vào con tim mình, tin vào chính bản thân mình, và bạn biết xúc động với nỗi đau của người khác, thì khi đó cái người này sẽ xuất hiện và biết chấp nhận và tôn trọng cảm xúc của bạn rất là nhiều. Lá bài cũng nhắc nhở các bạn phải đối xử với bản thân mình với tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Không nên suy nghĩ về quá khứ hay hoàn cảnh của bạn nữa. Bạn đáng được yêu thương và tôn trọng. Và nó cũng nhắc nhở bạn phải tập trung vào khía cạnh yêu đương trong tính cách của bạn. Một tình yêu thực sự và sâu đậm với người khác cũng chứa đựng hàm ý là cái người đó luôn trong suy nghĩ của bạn. Đừng mất kiên nhẫn, vội vàng hay tỏ ra cáu kỉnh. Hạnh phúc sẽ biết đến với ai biết chờ đợi. Hãy tỏ ra cao quý hơn, biết kiềm chế và đừng mất tự chủ. Và bạn cần phải hiểu là cái tình yêu thương rất cần tính kiên nhẫn. Do đó bạn hãy cởi mở và chủ động để phát triển tinh thần của mình. Đừng quá vội vã trong tất cả mọi chuyện. Và người sẽ đặt trọn niềm tin và yêu thương bạn có một cái tâm tính rất là nhiều. Họ sẽ chủ động lắm. Họ biết là cái mục tiêu cuối cùng cuộc sống họ là gì. Họ biết sử dụng cái sức mạnh của mình, sức mạnh sáng tạo, để họ tạo ra một cái truyền cảm hứng rất là lớn cho họ đạt được tất cả mọi việc trong cuộc sống này. Họ tin vào bản thân và sẵn sàng liều lĩnh với niềm tin đó. Họ biết rõ những gì họ đang làm và tại sao. Nhưng mà cái người này á, họ có một cái sự rất là nhược điểm với bạn, là họ rất hời hợt trong cuộc sống với tình cảm. Do đó nếu bạn yêu cái người này cũng hơi mệt đó nha. Bởi vì họ có quá nhiều cái quyền năng để tạo nên cuộc sống này. Do đó họ sẽ hơi tự cao, tự đại một chút và hơi hời hợt với bạn. Và bản thân họ cũng đang tìm kiếm gặp một cái ai đó mới mẻ, bởi vì họ muốn có một cái tình yêu rất là thăng tiến ở mức độ mới hơn, sâu sắc hơn, với những cam kết và tận hưởng. Đây là một cách một người hướng ngoại, một người rất là thích một tiếp người tích cực và yêu cuộc sống. Và có thể bạn sẽ giúp cho họ thấy được một cái cảnh khác, một cái mặt khác của đời sống, hay một cái gì khác bằng một mắt khác hoàn toàn với những gì họ đã nhìn trước đây. Và khi người nào xuất hiện, khi mà bạn có một cái nguồn năng lượng của sự kiên định, vững chắc, bởi đây là không phải là cái thời điểm bạn mơ mộng và ảo tưởng. Đây là lúc dành cho sự thật và tập trung. Bạn hãy tìm kiếm những trải nghiệm đem lại sự an toàn một cách thoải mái và đáng tin cậy nhất. Xây dựng cho mình một cái nền tảng niềm tin vào cuộc sống bên trong lẫn bên ngoài của bạn. Các giác quan, các cảm giác của bạn sẽ cho bạn biết bạn cần phải làm gì. Bạn nên tập trung vào cái thế giới tự nhiên để giúp bản thân mình luôn tự tin và nhảy bén. Hãy tận hưởng những gì thuộc về bản thân mình, những niềm vui xuất phát từ chính bản thân mình chứ không phải là vật chất. Khi mà các bạn dẹp bỏ được cái suy nghĩ quá mức và mất niềm tin vào cuộc sống ở thời điểm hiện tại, khi mà bạn hài lòng với những gì bạn đang có và yêu những cái mà đang có trong tay, những cái hiện tại xung quanh bạn, bạn hãy làm những gì mà bạn muốn để cho mọi thứ khác, để cho vũ trụ sẽ dẫn dắt bạn. Và bạn đừng có so sánh bản thân mình với ai khác hết đó. Bạn phải là một cái cá thể hợp với người mình yêu thương. Khi mà bạn sống với chính mình, cái người thương mình họ sẽ thương mình thôi bạn. Và bạn sẽ gặp một người tuyệt vời, có thể là qua quá trình làm việc, công tác của bạn và người ấy trong một tập thể, tôn giáo, cái gì đi học gì đó. Do đó bạn hãy luôn thân thiện, bước ra ngoài nhiều hơn, hòa đồng với mọi người. Việc mà bạn tăng cường giao tiếp, tiếp xúc với người khác sẽ đưa cho các bạn có nhiều cái quan điểm rất là khác về cuộc sống này. Bạn sẽ học hỏi hơn nhiều cái khía cạnh của cuộc sống. Điểm mấu chốt là hãy bước ra ngoài tìm hiểu nhiều hơn về những gì mà người khác nói, suy nghĩ và trải nghiệm. Và cái người này sẽ bị thu hút bởi bạn nếu như bạn sẽ có một cái sự đồng cảm nè, lòng trắc ẩn nè và sự nuôi dưỡng mà bạn có thể cung cấp cho họ. Bạn phải thể hiện mình là một cái người rất nữ tính, sáng tạo, rất là hài hòa và có một nghệ thuật rất là nhiều ha. Bạn sẽ truyền cảm hứng những người xung quanh bằng chính niềm đam mê của bạn. Và thời điểm các bạn có thể gặp người này chắc là mùa xuân các bạn, khoảng tháng 3, tháng 4. Và các bạn sẽ gặp những cái người này có thể là cung kim ngu, sử nữ và ma kết. Họ thuộc nguyên tố đất. Cái người này hơi bảo thủ ha, và sống rất thực tế. Và cái người này thích cái sự ổn định lắm các bạn. Họ rất là trung thành nữa, hay giúp đỡ và gắn bó với người yêu của mình. Và bạn gặp họ vào tháng 3, tháng 4. Nhưng mà đến tháng 8 là các bạn sẽ có thể là quen nhau chính thức. Và hình như cái người này họ đang làm việc rất là chăm chỉ để đảm bảo tương lai của bạn và họ về mặt tài chính sau này. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.